Rồi, xin chào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái nhiệt kế tự ghi của hãng TND. Model là TR-71QB ha. Nó kêu là cái thermal recorder ha, này kết nối Wi-Fi Bluetooth ha. Như các bạn thấy thì toàn cầu là nhà phân phối và nhập khẩu chính thức cái sản phẩm này ha. Cái này thì thường dùng trong những cái nhà máy đông lạnh thực phẩm ha, để bảo quản thực phẩm mình theo dõi nhiệt độ 24/4 ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra ha. Đây, tiến hành mở cái hộp nó ra đây. Thì sản phẩm này thì nó cũng rất là dễ sử dụng, đơn giản, gồm có hai cái đầu dò sensor ha, kết nối độc lập với nhau đây. Rồi cái này là cái hướng dẫn kèm theo, cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Nhật ha. Cái này khi mua hàng thì bên toàn cầu sẽ có kỹ thuật hướng dẫn, có video hướng dẫn sử dụng. Đó. Đây, kèm theo là hai cục pin ha. Này xài pin ha. Đó. Đây. Nó có thêm cái số seri code nôi để chúng ta nhập vô ha. Cái giống như cái mã số định danh của nó ha. Đây, cái máy chính thì rất là nhỏ gọn ha. Như chúng ta thấy đây ha, cái máy này thì có cái khoảng đo nhiệt độ là từ -60 đến 155 độ C ha. Đây, chỗ gắn pin đây ha. Rất là đơn giản. Đây, make in Sa-Bằng ha. Đây, cũng rất là đơn giản ha. Hiển thị nút mà chúng ta recorder nó đây ha, nút lưu đó ha. Đây, cái cổng kết nối hai cái kênh đó ha. Này là nút chuyển đổi giữa cái kênh 1 kênh 2 thôi đó. Đây là cáp kết nối USB để chúng ta kết nối ban đầu thiết lập dữ liệu chúng ta kết nối với máy tính ha, PC ha, laptop đó. Cũng rất là đơn giản ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.